Review phim Chú Quỷ Truyền Thuyết Ma Kéo Giò đã là một phim kinh dị của Nhật Bản, nhưng mà lần này thì tôi lại rất là thích phim này, không phải vì độ kinh dị hay là độ ghê rợn của nó, mà nó là một bộ phim hài trá hình. Nửa đầu phim vẫn xây dựng theo hướng âm u kinh dị, mở ra câu chuyện về con quỷ và những nhân vật chính. Tuy nhiên thì nửa sau phim biến dần thành một bộ phim hài, vì con ma này hết khi mà nó xuất hiện nha, nó có rất là nhiều màn mà làm cho người ta cười nhiều hơn là làm cho người ta sợ. Thậm chí là tôi nghĩ có một đoạn nó như parody vậy, nhưng mà thật sự là con ma này nhìn rất là duyên. Nó kiểu fashionista, mọi người tay dài, đội tóc dài, đội cái nón màu đỏ. Cảm giác giống nửa đầu đang phim căng quá, xong đạo diễn chuyển mình làm cho mọi người cười nhiều hơn, nhưng mà vẫn kể đúng cái cốt truyện của phim. Trong phim nó có nhiều cú twist khác nhau, twist nhẹ thôi chứ không phải là mang tính quyết định của phim. Vì vậy mà coi rất là dễ chịu, đoạn sau tôi cười khùng trong rạp luôn á. Và rất là nhiều người kiểu, ủa vậy cuối cùng đây là phim ma hay phim hài? Đó là phim ma hài nha mọi người. Nửa đầu thì tầm cũng có ma, cũng có sự bí ẩn đồ đó, nhưng mà nửa đoạn sau là phim hài. Con ma này còn đua cái xe của nhân vật nữa nha, xong rồi là mấy cảnh nó trường ngoài cửa sổ cười khùng trong rạp luôn. Nói chung là tôi nghĩ đây là một trải nghiệm xem phim rất là vui vẻ cho một cuối tuần không có quá nhiều sự thay đổi vì sắp Tết rồi mà. Nếu mà ai thích những cái bộ phim ma mà coi kiểu thoải mái có thể cười được này, phim này rất là hợp luôn. Nó không dở nha, và nhắc lại là nó không dở, nó chỉ vui và nó kiểu nó đổi mood một cách bất ngờ thì sẽ khiến một số người khó mà chấp nhận được cái mood khi mà nó thay đổi. Nhưng mà tôi coi là tôi thấy rất dễ chịu và tôi rất là ưng con ma này luôn. Nhưng mà nửa đầu thì cũng đúng tinh thần kinh dị, nhưng mà nó sẽ nhanh chóng chuyển mood, nên tôi nghĩ là cái review của tôi sẽ giúp các bạn là chuẩn bị tinh thần là nó không phải là một cái gì đó quá kinh dị, mà nó lại rất là enjoy, nó rất là mang tính tận hưởng luôn. Nhà phát hành đã đổi cái poster phim gốc của Nhật thành cái bản quốc tế mang màu sắc kinh dị, chứ thật ra bản màu của Nhật có giống như phim idol vậy đó. Đổi như vậy thì nó kích thích được khán giả thích xem phim kinh dị, đồng thời nó cũng tạo bất ngờ vì một cái con ma đoạn sau nó không còn sợ nữa mà hết sức là duyên dáng và dễ chịu luôn. Chị ma này chị gây hài rất, làm cho tôi cười rất là nhiều. Như vậy cũng đủ để làm tôi ưng bộ phim này rồi. Không phải là cái gì quá xuất sắc đâu, nhưng mà cái gì mà làm mình cười được, duyên dáng, không bị over, phim này rất là hợp với mình luôn. Còn các bạn coi sao thì tôi không biết nha. Review xong rồi mọi người ra rạp hay không là tùy. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Sakura, 一緒に帰ろう.